Phật Pháp ứng dụng. Cho con gặp được thầy, người đã cho con bao lời chỉ dạy và dáng con nghe thật nhiều điều hay về cách sống ở trên đời và chánh pháp tâm tu niệm. A Di Đà Phật, sớm tôi thành tâm sống trong cánh đời an lạc là hành trang về cõi Phật. Thầy sống đời giản dị với hai màu vàng nâu, không đơm chút âu sầu, chẳng cầu riêng danh lời ơn thầy cao vời vời, biết lấy gì đáp đền. Tâm ý con vững bền, ngày sau cùng tao ngộ. Trước hết, tuy là mùa xuân nó đã qua nhưng mà cái niềm vui xuân nó hình như nó còn tồn tại trong lòng của người đệ tử Phật. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà là đệ tử Phật thật sự, luôn luôn lúc nào trong người cũng chứa được cái cảm xúc và cái tâm an lạc tự tại. Mà khi tâm an lạc tự tại thì tâm hoan hỷ, mà khi tâm hoan hỷ thì biểu hiện của mùa xuân. Cho nên dù mùa xuân đã đi qua nhưng mà thầy vẫn chúc cho quý vị Phật tử nhân cái năm Quý Tỵ lúc nào cũng tràn đầy hỷ lạc trong nội tâm và trong cuộc sống thực tế luôn được nhiều sức khỏe, nhiều lợi lạc và nhiều hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đặc biệt là kính vấn an sức khỏe đi trưởng cùng quý sư cô, cũng cầu chúc cho đi trưởng và quý sư cô tại Bổn Tự lúc nào cũng thân khỏe, tâm an và Phật sự viên thành. Và đặc biệt là những hành giả khóa tu ở tại chùa Thiên Hòa này lúc nào cũng nở nụ cười đầy hỷ lạc giống như Đức Phật Như Lạc từ đầu năm tới cuối năm. Hôm nay thì chúng ta đa số là các đạo tràng của thành phố Nha Trang đều tu pháp môn niệm Phật. Nhưng mà để cho các vị hiểu được cái giá trị của niệm Phật như thế nào, nó có một cái ý nghĩa gì đối với những hành giả tu pháp môn tịnh độ, và để hiểu rõ được cái vai trò của pháp môn niệm Phật nó có lợi ích gì cho cuộc sống thực tại, hôm nay thì thầy xin mạn phép trình bày chủ đề đối với Phật tử chúng ta qua cái tiêu đề là niệm Phật chân chánh. Mời các vị cùng nghe. Tại sao thầy không nói tới cái chủ đề niệm Phật đúng đắn mà thầy dùng từ chân chánh? Đó là một vấn đề. Tại vì khi nói tới đúng đắn á, thì trong cuộc đời này không có gì gọi là đúng đắn và sai lầm cả.
chẳng những mà chúng ta gọi là đúng hoặc là sai, là chúng ta phải dựa trên một quy tắc nào để xác định đó là đúng và sai. Và cái đúng cái sai này nó chỉ là tương đối trong cuộc đời này thôi. Bởi vì bản thân con người chúng ta không tuyệt đối, thì làm gì những cái phụ kiện xung quanh lại tuyệt đối được. Mà bản thân con người không toàn vẹn thì cái gì để chúng ta lấy tư cách để đánh giá đây là đúng, đây là sai? Nó không có tiêu chuẩn trong cuộc đời này. Cho nên tôi không dùng từ đúng đắn, mà tôi dùng từ trơn chánh. Cái trơn chánh này có nghĩa là cái việc niệm Phật của chúng ta, cái pháp tu niệm Phật của chúng ta, mình niệm như thế nào, mình tu như thế nào, mình hành trì như thế nào và mình ứng xử như thế nào trong cuộc sống mà nó mang lại giá trị thiết thực cho cuộc sống thực tế của chúng ta. Nó mang lại lợi ích cho mình và người khác. Cái pháp môn của chúng ta làm sao để vận dụng trong cuộc đời mà nó phù hợp với đạo đức của con người chúng ta, phù hợp với lời dạy của Phật, phù hợp với hoàn cảnh tình huống mà chúng ta đang sống, phù hợp với căn cơ của chúng ta và phù hợp với môi trường xã hội đất nước, và đặc biệt phù hợp với tư tưởng Phật giáo của chúng ta. Bất cứ một cái việc đó mà chúng ta làm mà phù hợp như thế thì chúng ta gọi là trơn chánh. Nó phù hợp thì gọi là trơn chánh. Còn cái gì không phù hợp thì chưa còn là trơn chánh. Nó hơi bị coi như là mai một. Cái trơn chánh này là tôi muốn nói về cái nghĩa là không phải đúng sai, mà cái niệm Phật chân chánh có nghĩa là niệm Phật nó phù hợp với đúng theo lời dạy của Phật, triết lý của đạo Phật. Và ngay cả cái hành động tu niệm Phật của chúng ta, những người khác đạo thấy mà người ta cũng phải hài lòng về cái tinh thần tu của chúng ta. Như vậy thì chúng ta gọi là niệm Phật chân chánh, có nghĩa là phù hợp với con đường chánh đạo. Rồi nếu niệm Phật mà không chân chánh có nghĩa là niệm Phật đi vào con đường tà đạo. Vì vậy cho nên là đó là cái nghĩa mà lý do tại sao tôi không dùng từ đúng đắn mà tôi dùng từ chân chánh. Hễ cái gì mà người đệ tử Phật chúng ta học, chúng ta tu và chúng ta thực hiện cái hạnh ra cuộc đời, ứng xử cuộc đời mà nó phù hợp với đạo đức con người, phù hợp truyền thống của Việt Nam, phù hợp với lời dạy của Phật, phù hợp với pháp luật nhà nước, phù hợp với hiến chương giáo hội, phù hợp với tất cả mọi người về cái quan điểm suy nghĩ và phù hợp trong thời đại, thì tất cả những cái chúng ta làm đều gọi là chân chánh. Đó là cái nghĩa mà chúng ta biết lý do tại sao tôi dùng từ chân chánh là như thế. Thế thì muốn được cái pháp môn niệm Phật chúng ta chân chánh thì chúng ta phải làm sao? Niệm Phật thì chúng ta biết rồi phải không ạ? Hãy nói tới niệm Phật là các vị phải làm sao ạ? Hả? Xưng danh hiệu Phật đúng không? Hồi nãy tôi thấy niệm đó. Nam mô gì? Nam mô A Di Đà Phật. Thế thì chúng ta phải suy nghĩ xem tại sao pháp môn tịnh độ dạy con người ta chuyên niệm Phật. Và niệm Phật có nghĩa là thế nào? Phải chăng niệm Phật là Nam mô A Di Đà Phật là niệm Phật hay không? Đấy là cái chúng ta phải tư duy. Khi mình muốn niệm Phật chân chánh thì chúng ta phải hiểu được cái nghĩa niệm Phật và biết được lý do tại sao chúng ta phải niệm Phật và niệm như thế nào để mà nó mang lại lợi ích cho bản thân mình, được cái sự an lạc trong nội tâm, thì đó mới là cái người Phật tử học giáo lý Phật chân chánh được. Thường nếu giả sử bước đầu tiên niệm Phật, niệm có nghĩa là nhớ nghĩ, Phật có nghĩa là Đức Phật nói chung, và cái đối tượng mà chúng ta gần nhất đó là Đức Phật A-di-đà. Hoặc giả niệm Phật chúng ta cũng có thể niệm Bổn Sư Thích Ca vẫn được như thế. Cho nên cái từ niệm Phật này không chỉ dành cho Đức Phật A-di-đà mà dành cho cả chư Phật và Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca chúng ta niệm vẫn được. Cho nên chúng ta chuyên niệm Phật danh hiệu Đức Phật Thích Ca, chúng ta cũng gọi là tu pháp môn niệm Phật. Chúng ta niệm Đức Quan Âm danh hiệu của Ngài thì chúng ta cũng gọi là tu pháp môn niệm Phật. Chúng ta phải khẳng định điều này.
chứ không phải nhất thiết niệm Phật là chỉ là Di Đà, niệm hồng danh của Đức Di Đà mới gọi là niệm Phật, là không phù hợp với quan điểm của Phật giáo chúng ta. Thế thì từ niệm Phật, niệm có nghĩa là nhớ nghĩ, Phật có nghĩa là trí tuệ, là sự giải thoát. Chữ Phật ở đây đó, tiếng Phạn gọi là giác giả, tiếng Trung Hoa gọi là giác giả, phải không ạ? Mà giác giả có nghĩa là người giác ngộ, mà người giác ngộ có nghĩa là người đạt trí tuệ. Đức Phật của chúng ta là con người bình thường trong cuộc đời này, giống như tất cả như chúng ta. Nhưng mà Ngài cố gắng tinh tấn tu hành để đạt được trí tuệ, có nghĩa là tìm về cái bản chất sáng suốt vốn có của con người, chúng ta gọi là Phật tánh. Khi Ngài đã tìm được cái Phật tánh đó, tìm được cái tánh sáng suốt đó, tất nhiên Ngài trở thành Phật. Chúng ta ở đây, chúng ta niệm Phật là nhớ nghĩ, niệm là nhớ nghĩ, Phật có nghĩa là trí tuệ, là sự giải thoát. Nhớ nghĩ và hướng đến cái trí tuệ và giải thoát mà mỗi con người chúng ta đều vốn có ở trong lòng. Cái nghĩa niệm Phật nó là phải hiểu như vậy. Chứ không phải niệm Phật là nhớ tới Phật, nhớ như là tình nhớ, tình cảm của thế gian là không phải. Không phải nhớ Phật là phải nhìn cái mắt mình, đầu mình cứ nhìn cái hình ảnh của Phật là nhớ Phật, không phải cái nghĩa đó. Nhớ, niệm có nghĩa là nhớ nghĩ, mà nhớ nghĩ về cái trí tuệ và giải thoát, có nghĩa là điểm đến của chúng ta luôn luôn phải nghĩ tới, đạt được đó là trí tuệ và giải thoát. Điểm đến của tất cả những người đệ tử Phật tu theo con đường của Đức Phật, chứ không phải điểm đến của chúng ta là Đức Phật A Di Đà hay là Đức Phật Thích Ca. Mà khi điểm đến của chúng ta là trí tuệ thì có nghĩa khi đạt được trí tuệ là chúng ta đã đạt tới cảnh giới Phật và bản thân chúng ta đã là Phật. Hiểu rõ được cái đó chứ? Còn nếu không thì tất cả chúng ta niệm Phật mà không khéo, hiểu không khéo, thì coi chừng chúng ta niệm Phật theo lối tưởng tượng, mà tưởng tượng thì thấy voi không? Tưởng là nhớ nghĩ, tượng là con voi đó, nhớ nghĩ tới con voi không à, là không được. Cho nên rằng, nhưng mà cái cách niệm Phật mình như thế nào, nó có những từng bước chúng ta phải nắm bắt này. Khi nhớ tới trí tuệ, nhớ nghĩ tới giải thoát là chúng ta phải làm sao để đạt được cái đó. Mà đạt được cái đó là chúng ta phải có cái pháp môn thế nào để đi đến với cái sự trí tuệ giải thoát đó. Cho nên cái pháp môn niệm Phật là một trong những cái nhiều pháp môn của đạo Phật của chúng ta, trong 84.000 pháp môn tu. Và niệm Phật có nghĩa là chúng ta phải chia làm hai vế, một là tự độ, hai là độ tha. Hay nói cách khác, niệm Phật có nghĩa là trải qua hai giai đoạn, một tự lợi, hai là phải lợi tha, hay là tự độ và độ tha. Trước hết chúng ta phải tự độ cho chính mình, hay là gọi là tự lợi cho chính mình. Thì chúng ta phải làm sao? Phải tập tu, phải rồng chuyên, phải trao dồi cái tâm tánh của chúng ta. Cái phương pháp niệm Phật dạy chúng ta ban đầu là gì? Là chúng ta niệm lớn tiếng, phải không ạ? Tại sao phải niệm lớn tiếng? Bởi vì tâm chúng ta như con vượn, con khỉ, lúc nào cũng bị chi phối bởi tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất, sắc đẹp, vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta quên đi cái bản chất thiện, quên đi cái tánh giác vốn có trong người của chúng ta. Vì vậy cho nên cái tâm chúng ta nó loạn động, nó không tập trung. Niệm Phật giai đoạn đầu tiên của chúng ta là niệm Phật, là niệm lớn tiếng để chi? Để mà tinh thần chúng ta tập trung vào cái tiếng niệm Phật, ngăn cản những cái tạp niệm loạn động nó xuất hiện trong lòng khi mà chúng ta đang niệm Phật. Cái thứ hai, khi chúng ta niệm lớn tiếng thì cái tư tưởng của chúng ta nó giảm bớt đi cái sự chi phối âm thanh và cảnh trần bên ngoài. Cho nên cái giai đoạn đầu tiên của người học Phật, người hành theo pháp môn niệm Phật là chúng ta phải niệm lớn tiếng. Chứ điều thứ hai, mà nó lớn vừa thôi nha, đừng có lớn như micro như thế này là chết á. Ở nhà mà lớn như kiểu ông xã là ông quỳ ông lại, mình ba lại, nó làm ơn làm phúc im giùm cái không được. Lớn có nghĩa là mình vừa đủ nghe và để mình khỏi bị phân tâm. Đó, chứ không phải là lớn như cái kiểu micro thì không được. Cái thứ hai của cái vấn đề bậc đầu tiên mà con người niệm Phật, ngoài vấn đề niệm lớn tiếng thì chúng ta phải dùng chuỗi.
Sâu chuỗi này là cái phương tiện để tập trung cái tâm mình ở tại những hạt chuỗi này, để mình không bị phóng túng buông lung khi trong khi mình đang niệm danh hiệu của Đức Phật của chúng ta. Mỗi lần chuỗi này, mỗi cái hạt chuỗi này là tâm chúng ta đặt vào từng hạt chuỗi một để chúng ta niệm. Ví dụ như là miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tâm chúng ta phải đặt vào trong những cái hạt chuỗi này với một cái tâm mở rộng lòng từ và tâm khoan dung độ lượng, cái tâm giải thoát nhẹ nhàng tự tại để đếm từng hạt chuỗi này. Đó là cái mà chúng ta đang cần. Cho nên cái bước đầu tiên á, mà chúng ta khó tập trung được thì nhờ sâu chuỗi này để chúng ta gán cái tâm vào đây thì tâm chúng ta không bị buông lung. Thứ hai nữa là miệng niệm lớn để mà lỗ tai chúng ta không bị âm thanh tạp nó vào để mà nó làm quấy động tư tưởng của chúng ta. Đó là cái bước đầu tiên mà chúng ta thực hiện nghi thức niệm Phật. Cái bước thứ hai của chúng ta là gì? Là chúng ta niệm Phật lớn tiếng rồi, trong thời gian rồi, bắt đầu chúng ta đưa cái tiếng niệm Phật đó vào trong lòng của chúng ta, đưa dần vào. Có nghĩa bước thứ hai có nghĩa là niệm Phật theo dạng gạn lọc thân tâm của chúng ta. Khi mà tâm chúng ta ở tập trung một chỗ rồi thì bây giờ bắt đầu qua bước thứ hai, miệng niệm nhưng mà không còn niệm lớn nữa, mà chúng ta niệm trong tư tưởng của chúng ta, niệm thầm trong tư tưởng, miệng vẫn ngậm nhưng mà tâm tư niệm chứ không phải miệng niệm nữa. Mà khi tâm tư niệm như vậy đó thì bắt đầu là chúng ta phát nguyện một lời niệm Phật vào trong lòng thì phải bóc một cái phiền não từ trong lòng ra. Có nghĩa về đoạn 2, niệm Phật bằng cách gạn lọc thân tâm cho thanh tịnh. Mình phát nguyện mà, khi một tiếng niệm Phật đưa vào trong lòng thì phải bóc một phiền não ra ngoài khỏi tâm hồn. Một thời gian sau này cái sự gạn lọc nó trở nên thanh tịnh, bởi vì không còn phiền não trong nội tâm nữa. Cái hướng của nó là như vậy. Còn chúng ta niệm Phật thành thói quen, coi chừng rất là nguy hiểm. Có nghĩa là nếu chuộng về hình thức mà không biết vận dụng đưa từ hình thức vào trong cái tâm của chúng ta bằng cái nội dung bản chất bên trong thì coi chừng hầu hết chúng ta rơi vào cái hình thức quen. Quen là thế nào? Có nghĩa là đụng đâu chúng ta cũng niệm Phật được, đụng đâu chúng ta cũng lặn chuỗi được, nhưng mà quên rằng là niệm đúng chỗ đúng nơi hay không, đó mới là một việc quan trọng. Cho nên rằng có một số Phật tử không hiểu được cái phương pháp tu niệm Phật hành trì như vậy, cho nên thành thói quen niệm bên ngoài không, cái miệng lúc nào cũng niệm, cái tay lúc nào cũng lằn chuỗi, thành thói quen, chứ họ không biết vận dụng cái đó từ từ đưa vào bên trong. Cho nên thành thói quen ngồi đâu cũng niệm Phật nhưng mà quên là mình đang niệm Phật á. Tay lằn chuỗi nhưng mà phía bên cạnh người cứ ngồi nói chuyện tào lao không. Đó là cái việc tệ nhất của người niệm Phật thường bị vấp phải. Thứ hai, nghe giảng là không có lằn chuỗi gì hết trơn. Từ niệm Phật có nghĩa là mình tập trung tâm mình vào một cái nơi mà chúng ta đang làm, nó gọi là niệm Phật. Cho nên nếu chúng ta nhìn thấy ai lằn chuỗi mà nhắm mắt lằn chuỗi thì được, nhưng mà không ngủ rồi nha. Nhắm mắt có nghĩa là tập trung, hoặc là chúng ta nhìn ảnh Phật, hoặc là chúng ta tư duy mà chúng ta niệm Phật á, thì như thế là niệm Phật trong chánh niệm, chỉ chuyên nhất nghĩ tới là đang niệm Phật thôi. Đó là phương pháp đúng. Còn nếu mà chúng ta thành thói quen, đụng đâu chúng ta cũng cầm sâu chuỗi này kia nọ, mà nghe pháp cũng cầm chuỗi cũng lằn, tụng kinh cũng lằn, như thế thì không phải là phương pháp niệm Phật chân chánh. Nó thành thói quen là hình thức. Mà tự mình làm như vậy đó, người khác nhìn vào người ta sẽ coi thường pháp môn niệm Phật của chúng ta, là do hành trì sai, không hợp lý, chứ không phải pháp môn niệm Phật là không có chân chánh, do người thực hành sai quy tắc. Cho tới khi á, giai đoạn 3,
là rời khỏi chuỗi luôn, rời khỏi chuỗi. Nó quân tập ở bên trong mà. Cho dù chúng ta không lằn chuỗi, nhưng bên tâm, trong tâm chúng ta lúc nào cũng khởi lên cái niệm, cái tiếng niệm Phật trong lòng chúng ta. Đó là cái giai đoạn 3 mà hành giả cần phải đạt được. Có nghĩa là ngày đêm lúc nào cũng nhớ nghĩ cái niệm Phật, có nghĩa là lúc nào cũng tỉnh giác và lúc nào cũng nhớ văng vẳng tiếng niệm Phật từ trong trái tim của chúng ta. Đó mới là cái ý mà tôi muốn nói các vị, cái điểm đến của chúng ta là như vậy. Chứ không phải là cứ lằn hoài, nhưng mà nhiều khi ngồi lằn chuỗi nhưng mà mình cứ nhìn trên bầu trời, lỡ chùm chiên én bay qua mình cũng nhìn nó. Mình niệm Phật không phải mắc mở thao láo để mà nhìn hết mọi người. Tôi thấy có nhiều người niệm Phật mà cứ gì nè, không biết là cái gì, hình thức niệm Phật nhưng mà bên trong không niệm Phật. Mình tự mình bôi nhỏ cách niệm Phật của chúng ta, không được. Ở đây có ai bị dính, bị dướng chỗ này không? Hả, có không? Có cũng không dám nói. Sợ bị la. Đó là cái ý thứ nhất, mà nói về cái hành động tu tập tự thực hiện hành trì pháp môn niệm Phật. Nhưng mà mình khi mình niệm Phật, mình phải hiểu được tại sao chúng ta xưng danh hiệu Đức Phật. Không phải là xưng danh hiệu Đức Phật, mà mình thốt ra cái danh hiệu này để mình hiểu được cái nghĩa của tên của Đức Phật đó. Ví dụ như niệm Đức Phật A-di-đà là cái nghĩa của Ngài là gì? Là gì các vị? Hả? Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Đấy. Niệm danh hiệu Đức A-di-đà có nghĩa là chúng ta phát nguyện thực hiện theo cái hạnh tu của Đức Phật Di Đà để làm gì? Để đạt được cái kết quả vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Nghĩa niệm Phật của nó là như thế. Chứ không phải mình niệm Phật để cầu mong Đức Phật rước mình đi vãng sanh sau khi chết. Mà cũng không phải niệm Phật để mong về thế giới phương Tây được. Mình phải khẳng định điều này. Niệm Phật là để đạt được trí tuệ và giải thoát. Niệm Phật để sống trở về với thế giới chư Phật thực tại. Thế giới chư Phật là ở nơi chúng ta đang ngự, không ở đâu xa. Chỉ cần tâm chúng ta thanh tịnh thì nơi đó Phật hiển bày. Có thế không? Đạo tràng chùa Thiên Hòa này, ngay trong giảng đường này, mặc dù là một cái ngôi chùa của thế giới Ta Bà, là một cái nơi có hình thức, nhưng mà bên trong có một cái bản chất thanh tịnh, bên trong có một cái bản chất thế giới chư Phật nằm ở trong ngôi chùa Thiên Hòa. Đó là chỗ nào? Chỗ nào thanh tịnh, chỗ đó là thế giới chư Phật. Đây chúng ta đang tận hưởng thế giới chư Phật ngay trong hiện tại, ngay trong cuộc đời này. Nếu như hình thức chúng ta thấy trang nghiêm, thứ hai tâm chúng ta đang ngự trong sự thanh tịnh, thì lúc đó ta đang là Phật, sống ở xung quanh chúng ta là thế giới chư Phật. Cái nghĩa của cái hướng về cái kết quả niệm Phật chúng ta phải đạt được là đạt được cái tâm thanh tịnh vốn có ban đầu của chúng ta, trở về thế giới chư Phật là trở về thế giới thanh tịnh vốn có của bản thân chúng ta. Chứ đừng có nghĩ mà tưởng tượng ở đâu xa, phương Tây xa quá, không ai biết cả. Phải nhớ một điều này, có thế giới chư Phật, nhưng mà không chỉ nằm ở phương Tây của thế giới như chúng ta đã từng biết. Đó chỉ là một cái phương tiện thôi. Thế giới chư Phật là thế giới vô tướng, không có hình tướng để chúng ta thấy được. Nhưng mà muốn thấy được, muốn vào được là phải dùng tâm thanh tịnh mới vào được thế giới vô tướng. Nó giống như, tạm tôi ví dụ giống như không khí vậy đó. Có ai thấy không khí không? Có không? Không. Có hình tướng đâu thấy. Nhưng mà tại sao chúng ta không thấy mà chúng ta lại tin là có?
thế giới chư Phật cũng là như thế. Không có hình tướng thì chúng ta thấy, nhưng mà nghe nói tới chư Phật là chúng ta phải biết, là vì nó vô tướng, làm sao thấy được. Muốn thấy được phải tâm thanh tịnh mới thấy được, cảm nhận được chứ. Chỉ có những người hành giả niệm Phật, thật sự tu, thật sự học, mới thấy thật sự thế giới vô tướng của Đức Phật thôi. Học giả tiến sĩ mà không tu thì cũng chẳng vào được thế giới chư Phật đâu. Đó là cái thực tế. Cho nên hầu hết người niệm Phật của chúng ta cứ hướng về thế giới phương Tây nhiều quá. Phải không? Phải không nè? Đúng không? Đây là cái quan điểm của người cơ bản cần phải đến là thế giới phương Tây, đúng. Đó là đúng. Nhưng mà đó là cái trình độ của người mới tu. Còn hầu hết chúng ta ở đây là tu niệm Phật quá lâu rồi, cho nên chúng ta phải chuyển đổi quan điểm, chúng ta nâng thêm cấp thứ hai cao hơn để nhìn về thế giới chư Phật, không còn ở những cái ấu trĩ như thế nữa. Cảnh thế giới phương Tây là cái cảnh thế giới mà được Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho những ai tham có một cái thế giới trong lành, không đấu tranh, vui vẻ, sung sướng, thì Ngài mới thị hiện ra, chỉ điểm thế giới tạm thời đó cho những người mà đang tham chấm trong cuộc đời này, mà bị đau khổ mà không ra khỏi được. Cho nên Đức Phật mới nói: các con ơi, cõi này khổ, đau khổ liên miên, cho nên các con đừng ở thế giới này. Có một thế giới rất là sung sướng, không, hạnh phúc, vui vẻ hơn thế giới này nhiều lắm. Các con có đi thì đi, ta giới thiệu cho. Bắt đầu Ngài mới giới thiệu cảnh Di Đà như thế, như thế, như thế, cho những chúng sanh cơ bản thấy được, mà để bỏ cái thế giới ta bà khổ này, để mà trở về thế giới của phương Tây tạm thời. Bây giờ chúng ta trình độ cao, chúng ta không học cái dạng đó nữa, mà nâng hơn một chút nữa, điểm đến chúng ta không phải là như thế. Trong kinh Pháp Hoa tôi cũng thường nói, cho nên mỗi bộ kinh các vị học, các vị thấy cái triết lý ở trong kinh đó rất là tuyệt vời. Trong kinh các Pháp Hoa mà phẩm hóa thành dụ, các vị đã đọc chưa? Rồi, hóa thành dụ. Cái phẩm hóa thành dụ này là diễn đã Đức Phật Thích Ca, rồi chúng ta luôn động viên tất cả con người tiến tới cái ngôi bảo sở, phải không ạ? Hướng dẫn họ tu niệm, khuyến khích lúc nào Ngài cũng khuyến khích chúng sanh vì nể Phật, vì quý Phật, vì kính Phật, vì muốn đến một cái thế giới mới hơn, vui vẻ hơn, sung sướng hơn, cho nên phải nghe Đức Phật, mà nghe phải cố gắng nỗ lực. Nhưng mà nỗ lực bước đi từ từ, sức tàn hơi kiệt dần dần nó phải giảm dần. Cho nên Đức Phật thấy được mà chúng sanh đi mệt mỏi quá rồi, Ngài vẫn củng cố là cố gắng động viên tiếp tục nữa. Tiếp tục động viên tiếp tục, cho nên rằng cũng người hành giả này tiếp tục vẫn đi. Nhưng mà sức người có hạn, phải không ạ? Đi riết là mệt lắm rồi, cũng phải cái đi không nổi là phải đứng lại thôi, không đi nổi nữa rồi. Thì lúc đó Đức Phật cảm thấy khuyến khích nữa không được, cho nên Ngài mới dùng phương tiện quát ra một cái thành. Dụ có nghĩa là ví dụ, dụ cho cái thành. Quá thành có nghĩa cái thành được quá hiện bởi Đức Phật, dùng để làm thí dụ cho cái triết lý Phật giáo chúng ta. Cho nên Ngài quá hiện ra cái thành rồi, Ngài mới nói: đây, tất cả các vị, chúng ta cố lên một chút nữa thôi, kìa, cái thành nó đang ở trước mắt các vị. Các vị phải nỗ lực vài bước nữa sẽ đến. Đến đó chúng ta sẽ được ăn, được uống, được ngủ nghỉ, được sung sướng. Chúng sanh khoái, cho nên mệt, nhưng mà còn mấy bước cố cho nó hết cái đoạn đường ngắn đó. Cho nên bước vào cổng thành quá thành dụ. Rồi bắt đầu Đức Phật mới cho ăn, cho uống, cho nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Đủ xăng, đủ nhớt hết rồi đó. Nó khỏe rồi. Bắt đầu Ngài làm thế nào các vị? Phá tan đi cái thành đó. Mà Ngài nói đây chưa phải là cái nơi để điểm đến cuối cùng của hành giả chúng ta, mà nơi chúng ta đến là ngôi bảo sở. Phải lìa thành này tiến tới nữa, hãy đến nơi bảo sở. Đó mới là điểm đến của các vị.
hiểu được cái quá thành đó, suy ra thế giới phương Tây là cũng vậy. Hay không? Hay không? Hay quá. Như vậy thì cảnh thế giới Tây phương là dành cho những người đang ở mức độ mệt mỏi mà muốn cần có một cái nơi nghỉ ngơi. Chúng ta phải điểm đến, tập trung đến thẳng thế giới phương Tây, giống như chúng ta vậy đó. Cơ bản lúc nào cũng nhớ nghĩ Đức Phật Di Đà, nhớ nghĩ thế giới phương Tây để cố gắng đến được bằng cách nỗ lực tu hành. Đó là cái điểm khuyến khích để cho chúng ta vực dậy cái tâm Bồ Đề mạnh mẽ hơn nữa để tấn tu. Làm sao đạt được cái đó là trong ý niệm của chúng ta khi chúng ta đã và đang đi đến. Nhưng mà nhớ giai đoạn 2, khi đến được thế giới phương Tây rồi, làm ơn đừng ngồi chễm chệ, nhắm mắt nhắm mũi mà ngồi trong đó hoài, không bao giờ tới được. Mà phải rời khỏi thế giới phương Tây đó, thể nhập vào 10 phương thế giới chư Phật sướng hơn chứ. Ngôi nhà nhỏ xíu ở làm gì, có nơi nhà rộng ba mình cho mà phải đi vào ở chứ. Tại sao chúng ta không chịu về thế giới của 10 phương mà về có thế giới phương Tây không vậy? Thế giới chư Phật không ở phương Tây hoạn hẹp quá, không phải. Thế giới chư Phật là ở 10 phương thế giới, đâu đâu cũng có thế giới chư Phật. Tại sao mình nói được như vậy? Bởi vì nơi nào thanh tịnh nơi đó là nơi tịnh độ. Nơi nào tâm con người thanh tịnh thì nơi đó tất nhiên người ở đó cũng xung quanh đó là cảnh giới chư Phật. Cho nên nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, tả bà này cũng là thế giới của chư Phật thôi. Triết lý của đạo Phật nó nằm ở chỗ này. Cho nên tôi khuyên các vị là các vị hãy nâng thêm cấp thứ hai về sự hiểu biết, để chúng ta điểm đến chúng ta là thể nhập vào trong thế giới chư Phật mười phương. Thế giới đó là sự thanh tịnh, sự giải thoát, phải đi vào nó bằng cái tâm thanh tịnh. Như vậy thì mới gọi là cái người tu niệm Phật chân chánh. Một số người á, tính tâm nhiều quá mà không hiểu được Đức Phật A Di Đà, tội ngài ghê. Cho nên rằng tôi nói thì sợ động chạm một số người, nhưng mà các vị phải nhìn sự thật, bởi vì đạo Phật là nói thẳng, nói thật, không sợ mít lòng. Mít lòng dáng chịu, bởi vì đó là một chân lý rồi. Mình sống trái chân lý thì mình mít lòng dáng chịu. Cho nên những ai mà đang ở cấp độ 2, có nghĩa là nâng cao rồi mà tâm vẫn còn viển vông suy nghĩ, mong rằng cố gắng tu niệm Phật để chết nhờ nhờ Đức Phật Di Đà rước, nên từ bỏ quan điểm này. Đó chỉ dành cho người mới học tu thôi. Cái thứ hai, niệm Phật để cầu vãng sanh thì làm ơn cũng đừng vào trong tư tưởng nữa. Niệm Phật cầu vãng sanh, vãng sanh có nghĩa là mình chết vãng sanh, đúng không? Như thế niệm Phật để mình cầu mình chết sớm hay sao? Cho nên mình phải hiểu rõ tại sao phải cầu vãng sanh. Vãng sanh là thế nào? Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu thật kỹ về giáo lý của Đức Phật. Mà pháp môn niệm Phật là một pháp môn đầy triết lý, chứ không phải đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Vì vậy đó, nếu nói rằng mình tu mong rằng sau khi chết Đức Phật rước, Đức Phật không bao giờ rước người nào cả, mà ngài cũng không trừng trị bất cứ một người nào. Nếu chúng ta cho rằng niệm Phật để được Đức Phật rước đó, thì những người không niệm Phật Đức Phật có rước hay không? Mình đặt dấu hỏi sao? Nếu người khác hỏi chúng ta nói sao? Dĩ nhiên mình nói không được. Bà niệm Phật bà nhớ thế Phật, Phật mới rước bà, chứ bà không tu ai rước bà. Như vậy thì Đức Phật còn phân biệt lắm. Ai nghĩ tới ngài, ngài mới rước, mà ai không nghĩ tới ngài, ngài không rước, như thế đâu xứng đáng một vị Phật. Chúng ta hiểu lầm ý của Đức Phật. Niệm Phật được Đức Phật rước có nghĩa là chúng ta nhớ nghĩ tới Phật, chúng ta phải tu theo hành động của Phật để chúng ta trở thành Đức Phật, mà tự chúng ta phải cứu chúng ta. Phật tánh chúng ta rước chúng ta, chứ không phải Đức Phật Di Đà rước chúng ta. Phải nhớ kỹ điều này. Cứ ngồi đó mà cứ cầu cho Đức Phật rước, sao rước được? Cái thân mình 70 kg mà mấy trăm người này tay chân đâu mà rước nổi.
rước lên đâu. Đó là cái ý mà chúng ta phải nhớ được. Còn cầu vãng sanh là chúng ta chết chúng ta mới vãng sanh, như thế thì uổng quá. Niệm Phật á, không cần phải chết mới về vãng sanh, mới về thế giới chư Phật. Mình niệm Phật làm sao mà còn sống thờ sờ trên cuộc đời này, mình vẫn tận hưởng được thế giới chư Phật. Tại đây thì mình mới lời chứ, còn sống để tận hưởng thế giới chư Phật chứ dạy gì chết mới về, biết gì nữa đâu. Dạy quá. Cho nên đó là cái đưa thế giới chư Phật vào trong thế giới thực tại mình. Tại sao chúng ta cứ nghĩ tưởng tượng ra ngoài cái tội cõi này có một cái thế giới chư Phật có hình thức như chúng ta như thế này, hoàn toàn sai lầm. Nếu thế giới chư Phật mà có hình tướng thì thế giới chư Phật đó là thế giới giả, giả tạm không thật. Bởi vì phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả vạn pháp trên cuộc đời này đều là huyễn cả. Cái gì có hình thức gọi là một pháp, cái gì có danh xưng cũng gọi là một pháp. Cho dù thế giới chư Phật mình không thấy, mình tưởng tượng là có, phải không ạ? Nhưng mà đã có một cái danh xưng là thế giới phương Tây, có nghĩa là thành một pháp. Mà một pháp đó cũng gọi là giả huyễn. Danh xưng là ngôn ngữ là huyễn. Hình thức có được là do gì? Do nhân duyên giả hợp và giả thành. Và cũng do nhân duyên giả hợp để mà giả tan rã tiêu hủy. Mà mình đưa thế giới chư Phật, thế giới chư Phật là thế giới bất sanh bất diệt, không bao giờ mà mất đi. Mà mình đưa thế giới chư Phật vào một cái hình tướng mà có hình tướng như thế này, mình gọi là bất sanh bất diệt, là mình trái với cái nhân duyên quả của đạo Phật, trái với lại cái lý nhân duyên hòa hợp của vạn pháp, sai vấn đề. Các vị thấy không? Cho nên rằng á, thế giới chư Phật, thế giới phương Tây có không? Có. Tại sao chúng ta không thấy? Bởi vì mắt của mình á, ghèn không mà sao thấy. Bởi vì tâm của mình phiền não không mà sao thấy được. Mình bằng dùng cái tâm phiền não, tâm tham chấp, tâm đố kỵ, tâm luyến ái để nhìn về cái sự thanh tịnh thế giới chư Phật, sao thấy được. Giống như mình mù sao mà nhìn thấy được cái gì mà thấy. Có thấy thấy tối thui nha, chứ đâu thấy gì bên ngoài. Chúng ta cũng là như vậy. Cho nên phải nhìn, phải suy nghĩ thật kỹ vậy. Cho nên thế giới chư Phật mười phương mà Đức Phật Thích Ca giới thiệu trong Kinh A Di Đà, đó là phương tiện quá thành dụ. Mà hệ đã quá thành dụ cho nên tạm thời chúng ta nghỉ ngơi thôi, để đủ điện nước đầy đủ rồi chúng ta tiếp tục đi về thế giới chư Phật mười phương là thế giới vô tướng. Điểm đến của chúng ta là như vậy. Hiểu được như thế thì chúng ta sẽ thấy pháp môn niệm Phật và triết lý niệm Phật tuyệt vời. Chứ đừng có gán vô trong thế giới phương Tây. Người ta hỏi mình nó nằm ở đâu? Phương Tây là chỗ nào? Thì phương Tây chứ phương Tây nào? Giống như chùa Thiên Hòa ở đâu? Ở Nha Trang. Nha Trang cả một thành phố lớn bao nhiêu chùa, mà cứ biết cái chùa Thiên Hòa, không biết nằm đường nằm xá thơ nào mà nó đến. Mình muốn đến được thế giới phương Tây mình phải biết rõ ràng địa chỉ ở mô chứ, để mình cứ rứa mà mình đi. Dùng từ miền Trung. Cứ rứa mà mình đi tới, đúng không? Cho nên chúng ta tự nghĩ, mỗi hành giả chúng ta, tôi cứ nghĩ về thế giới chư Phật, nghĩ về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà mình không biết ở đâu á, mình chỉ biết phương Tây không. Có phải mình tu mình ở mờ không? Mà tu ở mờ như thế sao gọi là niệm Phật chân chánh, tu chân chánh được? Thấy không? Chúng ta thử đi. Bây giờ tôi là người thành phố, tôi ra đây, nếu tôi giảng chùa Tiên Hòa mà không nhờ nhị vị, các vị Bồ Tát mà tùng địa vọng suốt này mà hỗ trợ dẫn dắt tôi đi á, biết đường đâu đi. Có phải không? Thực tế. Cho nên nếu muốn được chùa Thiên Hòa, hơn thứ nhất mình phải có cái hiểu biết về địa chỉ đường hướng của chùa Thiên Hòa. Nếu không phải nhờ người khác chỉ điểm cho mình thì hòa may mới tới được. Thế giới phương Tây cũng vậy. Nhưng mà nó khác ở chỗ là nó không có hình tướng, cho nên cho người nào chỉ điểm chăng nữa cũng không thấy được. Nó có hình tướng đâu, đâu phải như hình tướng như chùa Tiên Hòa rõ ràng để mình thấy đâu. Cho nên rằng ai cũng nghĩ rằng đang đặt dấu hỏi, không biết là có thế giới chư Phật hay không, đúng không ạ? Nếu có sao chẳng ai thấy, mà nếu không thì làm sao Đức Phật Thích Ca giới thiệu về cảnh giới A Di Đà
phương Tây trong kinh A Di Đà. Đó là bởi vì chúng ta bị rối, là bởi vì chúng ta dùng cái pháp thế gian để truy tìm thì mãi mãi nó rối là nó rối. Giống như là chiếc học mát vậy đó. Chứ hết biện luận con gà có trước hay cái trứng có trước. Theo các vị cái gì có trước? Hả? À, vậy mới giỏi chứ. Nếu mà nói trứng gà có trước thì cũng không đúng. Trứng gà có trước thì sao tự đâu mà nó đẻ ra cái trứng gà? Có phải là từ con gà không? Đúng không? Rồi con gà có trước cũng vô lý, bởi vì con gà là từ đâu mà nó ra con gà, từ quả trứng nó nở ra không? Đấy. Cho nên rằng triết học Marx hay giả là cái triết lý của cuộc sống cỡ đời chúng ta cũng giống như là cái trứng rồi con gà vậy. Cứ lộn xộn, cứ ngồi mà cứ nhìn nhau một cách thiển cận, rồi bài ra những cái vớ vẩn đó rồi mất thời gian của chúng ta. Con gà có trước cái trứng có trước cái trứng có trước cái con gà có trước, cứ thế mà làm riết nó loạn tâm loạn trí hết. Đạo Phật chúng ta ra khỏi cái sự phân biệt vớ vẩn đó. Cũng giống như một vòng tròn. Khi chúng ta đặt bút này, chúng ta mới vẽ chưa được một vòng tròn thì chúng ta biết được cái điểm đầu mối của vòng tròn là điểm này. Nhưng khi mà đặt bút này, chúng ta kẻ được một vòng tròn mà nó ráp danh rồi, hỏi điểm đầu của vòng tròn đâu, không bao giờ có được. Hàng vạn, hàng ngàn điểm trên vòng tròn xuất hiện hết chứ. Cuộc đời này. Cho nên chúng ta học Phật Pháp là chúng ta phải nhìn sâu vào triết lý của Đạo Phật của chúng ta. Bằng cái thật tu thì tâm chúng ta sẽ sáng. Đạo Phật không có ngồi không mà cứ con gà có trước, cái trứng có trước, không giải khổ được con người. Cũng giống như là cái chuyện lá phướng, các vị thấy không? Ông thì nói là cái phướng động, ông thì nói là gió động. Hai ông đều biện luận hợp lý hết trơn á. Tôi nói là bởi vì phướng động, là bởi vì nếu mà gió mà thổi mà phướng mà không động thì nó đâu động. Tự phướng nó làm động chứ không phải tự gió mà tự phướng. Những người thứ hai nói nếu gió mà không thổi sao phướng động được. Hai bên cứ cãi cọ nhau. Ngài Huệ Tạng mới nói là không phải phướng động, không phải là gió động mà tâm các ông động. Đó là triết lý Đạo Phật đấy. Bây còn nói về cái thế gian, cái gà có trước, cái trứng có trước, cái nào cũng đúng, cái nào cũng hợp lý. Nhưng hợp lý theo cái phương diện thế gian, nói gì trôi qua thôi. Ai cũng có cái lý của người ta, thì cái lý người ta là đúng, mình nói lý người ta sai cũng không được, đúng không? Ông này nói có trứng có trước phải không? Cũng đúng. Ông này nói gà có trước phải không? Cũng đúng nữa. Nhưng mà đúng theo lối là đúng tương đối, đúng tạm thời gọi là đúng. Còn tôi hả? Hai ông chẳng ông nào đúng hết trơn á. Là như thế. Phật giáo mình đứng ra ngoài để nhìn về. Là như vậy. Cho nên rằng cái việc đúng sai, như nãy tôi nói đó, tôi không dùng cái từ niệm Phật đúng đắn. Bởi vì nếu có đúng đắn là phải chỉ trích những cái sai lầm là không đúng. Nếu mà cái, có cái đúng thì bởi có cái sai hiện hữu thì mình cho cái này là đúng. Còn Phật giáo mình bỏ hẳn đúng sai và đi thẳng về vấn đề chân chánh. Thế nào gọi là chân chánh? Cái gì mình làm nó phù hợp với những yêu cầu nãy tôi nói. Phù hợp với đạo đức con người, phù hợp với cuộc sống thực tế, phù hợp với căn cơ chúng ta, phù hợp với lời dạy của Phật, phù hợp với pháp luật nhà nước, phù hợp với hoàn cảnh xã hội. Như vậy thì có lợi mình và người khác, thì điều là chúng ta làm đều gọi là chân chánh cả. Thế thì nó là sao? Giải thoát khỏi cái dòng luẩn quẩn của thế gian. Còn ở đây chúng ta đi tìm địa ngục có không? Cảnh Tây Phương Cực Lạc có không? Không có làm sao mà Đức Phật Thích Ca nói trong Kinh Di Đà. Mà có làm sao mình không thấy? Cứ toàn là đi tìm hình thức làm sao có được. Cho nên chúng giống như chúng ta là đi mù mà đi sờ voi. Giống như là người mù dẫn người đuôi đi đó. Mãi mãi là không bao giờ thấy được đạo cả. Đó là cái hình trang niệm Phật là chúng ta phải nhớ một điều này. Điều đầu tiên là phải tự tu. Có nghĩa là tự mình phải quân tập cái pháp môn niệm Phật như nãy tôi nói từng ba giai đoạn. Bắt đầu xong rồi, bắt đầu chúng ta đủ nội công, đủ đạo hạnh, đủ trí tuệ rồi, chúng ta phải bước thêm một bước hành trì niệm Phật như thế nào. Cái nghĩa hành trì niệm Phật không phải là chúng ta ngồi cứ rú rú vậy nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Không phải vậy. Hành trì niệm Phật có nghĩa là những gì chúng ta đã tu học rồi, chúng ta thực hiện rồi,
bắt đầu nó nội công nó cứng rồi, chúng ta mang cái nghĩa niệm Phật đi vào trong cuộc đời để làm Phật sự, đó mới gọi là cái nghĩa niệm Phật theo dạng lợi tha. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì niệm Phật là phải nhớ tới Phật, đúng không? Mà nhớ tới Phật thì phải làm những cái việc Phật đã từng làm để mình thành Phật, phải giống Phật chứ. Mà cái việc của Đức Phật làm là gì? Là hóa độ chúng sanh, phải không? Giải khổ mà ban vui. Thì chúng ta phải lấy cái đó đi vào cuộc đời để mà làm tô điểm cho cuộc đời này tươi hơn, làm cho cuộc đời này vơi bớt khổ, làm cho con người bị khó khăn trở nên thành một cái sự mà nhẹ nhàng. Những con người đau khổ, những con người bị dằn vặt tâm hồn, những người tu như thế này, chúng ta đi vào cuộc đời để hóa giải, hỗ trợ và đồng cảm, hướng dẫn để mà đưa họ về một cái trạng thái an lạc tự tại. Đó là nghĩa niệm Phật thật sự trong cái giai đoạn thứ 3, hóa thân để làm vị Bồ Tát. Niệm Phật là phải hành động như Phật, hành động như Phật là phải lợi ích mình và người khác cho tất cả mọi thứ. Nghĩa niệm Phật nó là như thế. Cũng giống như mình nói là con thương mẹ lắm, mẹ ơi con thương mẹ lắm, con có hiếu với mẹ lắm, nhưng mà bà nói không nghe, nói là cãi, bỏ ăn, bỏ hờ ngủ, bỏ học, đủ thứ hết. Như thế thì mình thương bằng cái mồm thôi chứ không phải là bằng hành động. Ở đây cũng vậy, mình niệm Phật là mình phải nhớ đến Phật, mà nhớ đến Phật để làm những cái việc như là Đức Phật đã từng làm trên cuộc đời này. Thì như vậy thì cái nghĩa niệm Phật nó mới gọi là hoàn mãn được. Còn chúng ta niệm Phật chỉ lo cho chúng ta rồi chúng ta cầu vãng sanh, mặc kệ cho người khác, như thế thì niệm Phật ích kỷ quá. Tu như thế thì ích kỷ quá, có phải không ạ? Đức Phật thị hiện ra đời mục đích làm gì? Mang an lạc cho tất cả chư thiên và loài người. Bây giờ mình tu học để làm gì? Để tự giải thoát khổ mình và người khác, có đâu mà ích kỷ quá, thấy không? Niệm Phật cái mong giảng sanh thôi, cái ai kệ mặc kệ, sống chết mặc bay, mình cứ thế mà thẳng tiến không được. Sao gọi là Bồ Tát, sao gọi là Đại Thừa Phật Giáo được? Chúng ta đây chúng ta ăn chay, chúng ta tu theo Đại Thừa Phật Giáo thì chúng ta phải là tư tưởng của một vị Đại Thừa. Đại Thừa là đi đến đâu kéo chúng sanh đi cùng với mình tới đó, động viên họ đi cùng mình, có cái gì tốt hay chỉ điểm cho chúng sanh để như mình, đó mới gọi là hành động Đại Thừa. Cho nên mình nghĩ lại coi, những ai mà niệm Phật cái cầu giảng sanh, niệm Phật để mong thoát khỏi khổ, niệm Phật để cầu mong về thế giới sung sướng hơn, điều này chỉ là ấu trĩ thôi. Chúng ta bỏ, nên bỏ và tiến thêm một cái bước thứ hai. Bước thứ hai mà tập tu như tôi nói rồi, qua giai đoạn 3 có nghĩa thực hành Bồ Tát Đạo. Đó là cái cơ bản của tất cả những ai mà muốn đến trở thành Phật, chúng ta phải qua quá trình thực hiện hành Bồ Tát, lợi mình, lợi người khác. Đó là cái nghĩa mà chúng ta hiểu được cái nghĩa là niệm Phật, là niệm Phật chân chánh là như vậy. Các vị có sáng ra được chút nào không? Mặc dù trời tối nhưng mà tâm mình sáng, đúng không? Nói chung là phải hiểu được như thế, thì đừng bao giờ mà để mà cái phương pháp niệm Phật mình để người ta bôi bác mà không hợp lý, như thế thì không phải gọi là Phật giáo. Cho nên á, cái bước giai đoạn 3 mình tu xong, mình hành trì nó thuần cái tâm mình rồi, thân tâm nó thuần, bây giờ mình mang cái đó ra mình đi vào đời để làm Phật sự. Ví dụ như chị Nguyên Ngộ, anh Dũng hay anh Trí hay là anh gì thầy quên này. Hả? Không, anh gì lái xe nè. À, anh Trường, tự nhiên quên, xin lỗi anh. Một nhóm này đang thừa hành Phật sự, đó là cái nghĩa hờ, niệm Phật theo cái lối lợi tha là vậy. Họ tu niệm Phật theo cái hạnh lợi tha, có nghĩa là không có thầy nào hướng dẫn cả, nhưng mà nhóm này đi liên lạc tất cả các chùa chiền, rồi mời các tự liên lạc các vị giảng sư để mà đi tới từng chùa để giảng cho Phật tử. Đó là cái hạnh lợi tha, đó là cái nghĩa niệm Phật thật sự. Mình tu rồi, bây giờ mình phải thực hành để thấy được cái hành, là hành động tu của mình. Đó là 18 tháng chứ. Bây giờ chúng ta không vậy? Chúng ta tu ở trong chùa Thiên Hòa, nghe hiểu đạo rồi, bây giờ chúng ta phải hướng dẫn người khác để làm việc Phật sự. Có nghĩa làm sao hướng cho người ta đi vào con đường tốt, con đường đạo đức, và xa rời những cái ác,
những cái không tốt là những cái mà làm cho xã hội xấu đi, chúng ta phải đánh đổ đi những quan điểm đó, đưa họ về một cái quan điểm chân chánh như mà chúng ta đã từng làm. Có nghĩa là mỗi hành giả niệm Phật chúng ta làm như vậy thì chúng ta làm một sứ giả Bồ Tát đi vào đời giúp ích cho đời là như vậy. Chứ còn mình chỉ tự tu không rồi mình hướng về mong rằng chết thì hướng về chư Phật không, mà như thế không được. Cho nên trong Sa Di Luật Giải có đoạn là nếu mà chúng ta tu thành Phật mà không phát nguyện trở về thế giới Ta Bà để độ sanh thì ông Phật đó cũng phải đọa vào địa ngục nữa. Thì chúng ta là như thế nào? Thì mang danh Đại Thừa Bồ Tát, mang danh Đại Thừa ăn chay là phải có tư tưởng sâu sắc. Mà mình tối thui à, sao gọi là Đại Thừa được? Rồi mình không nghĩ tới người khác như thế sao gọi là Đại Thừa? Đúng không? Thậm chí vô chùa cầu nguyện không bao giờ cầu nguyện cho Bin Laden đâu. Không cầu nguyện người khác, chỉ có vợ mình, mẹ mình, con mình là trên hết, còn hàng xóm chưa chắc nghĩ tới. Cái mình kiểm tra đây, hầu hết những người không học Phật đều là như vậy. Cho nên chúng ta phải nhớ một điều, khi niệm Phật, khi làm bất cứ cái gì, mình phải nhớ nghĩ tới chúng sanh, những người xung quanh chúng ta. Xung quanh chúng ta là gì? Ông bà, cha mẹ, con cháu mình, họ hàng mình và những người khác đều là xung quanh chúng ta. Như vậy mới gọi là người thực hành niệm Phật chân chánh. Chứ đừng nghĩ đây là ông xã mình phải lo, đây bà xã mình lo, con mình lo, cháu mình lo, còn người ngoài nhờ mình không làm, tôi bận lắm tôi không làm được này kia nọ. Như thế là sao gọi là niệm Phật chân chánh được? Hành trì niệm Phật chưa chân chánh còn phân biệt. Cho nên chúng ta làm sao đúng khả năng của chúng ta giúp ai cũng được, nhưng bằng trí tuệ. Mình bước một bước phải hướng dẫn người ta bước nửa bước cũng được. Hành động đó mới là hành động Bồ Tát, thì chúng ta mới đến với Phật, mà chúng ta mới thành Phật được. Chứ học cái hạnh của Phật, tu cái hạnh của Phật, nhưng không ứng dụng cái hạnh của Phật vào trong thực tế, mình tu hoài cũng không thấy đạo. Tu ngàn tu càng thấy tối om, bởi vì đâu có thấy đúng đường đâu mà đi. Bảo đảm giờ các vị hỏi các vị tu có tinh tấn không, có tốt hơn lúc trước luôn chưa chắc đâu à. Mình phải làm sao tu, phải để ý từng ngày hôm nay so với ngày hôm sau nó tiến bộ không, nhìn biết liền. Một tiếng hôm nay từ 8 giờ cho tới 9 giờ mình tu tiến bộ không, mình nhìn biết liền. Chứ đâu cần phải là một tháng mới biết được. Có nghĩa là mình vô chùa nè, một tiếng mình ở chùa mình nghe Pháp, tâm của chúng ta tập trung bao nhiêu phần trăm và bao nhiêu cái phần trăm thời gian tâm an tọa trong sự thanh tịnh. Bao nhiêu thời gian, bao nhiêu phút mà chúng ta bị ảnh hưởng, đang nghĩ tới nồi cơm mình chưa có nấu cho ông chồng mình chuẩn bị về nhà ăn, vân vân và vân vân. Mình phải kiểm tra từng giây một những cái sự thanh tịnh của chúng ta thì chúng ta sẽ tiến bộ. Hôm nay chúng ta đi chùa Thiên Hòa một tiếng mà chúng ta chỉ cần 5 phút thanh tịnh cũng quá tốt, còn hơn không có phút nào. Ngày mai chúng ta tiếp tục đến chùa Thiên Hòa, giữ tâm tiến bộ hơn, có nghĩa 5 phút rưỡi là tốt lắm rồi. Lần sau tâm giữ được thanh tịnh trong 6 phút, cứ như thế mà tiến dần thì mình nhìn là mình biết ngay mình tiến bộ rồi. Nhưng mà ngặt nỗi Phật tử chúng ta hầu hết không để ý. Đi chùa vui là chính, có tính tâm nhưng mà vui là nhiều. Chứ bảo đảm nếu chùa này chỉ có một người Phật tử tới tụng kinh chưa chắc các vị đi theo đâu. Nghe giảng mà có mình tôi với có mình người đó chưa chắc mà người đó nghe nữa. Nó phải có cái thính chúng, nó phải có cái sự tương đồng, đó là cái tâm lý của thế gian. Cho nên làm sao chúng ta phải tập tu á, một mình tu cũng được và tu nhiều người cũng được. Chúng ta làm gì chúng ta phải nỗ lực, không cần ai cũng phải rủ ren, không có phải vậy, không có rủ. Có nhiều người đi chùa á, thấy tới chùa lạ mà thấy người này không đi, người thân không đi, thấy lạ thôi không đi, đều dễ bị vậy đó. Còn thấy hai ba người quen đi rủ rồi thì đi, vui thì đi cho vui, thực tế vậy. Rồi đi chùa mà thấy mà vị trụ trì mà niềm nở làm cho mình vui vẻ là đi tiếp, đúng không? Mà lỡ mà lúc đó mình làm sai gì ở đâu mặt có một đống gì không? Hoặc là la mình rồi là bảo đảm ngày mai không bén mảng tới nữa, sợ quá đi. Như thế thì chúng ta đi chùa như thế nào đấy?
Cho nên ngày mai tôi giảng ở chùa nào đó, tôi sẽ nói về cái ý nghĩa đi chùa của người Phật tử. Mình phải đi như thế nào? Tại sao phải đi chùa? Mình đi được cái gì? Học được cái gì? Thì ngày mai mình gặp tiếp ở chùa nào đó, tôi không nhớ nữa. Linh Sơn Pháp Ấn, à chắc là chỗ đó. À chỗ đó là giảng cái chủ đề khác, chùa Lộc Thọ hay gì đó, không biết, tính đến sau. Nhưng mà đây là để nói cho chúng ta thấy, phải không? Cho nên cái niệm Phật này á, ai tu pháp môn niệm Phật thì chúng ta phải suy nghĩ nâng cấp thứ hai nữa. Hãy biến thế giới của phương Tây trở thành thế giới của mười phương. Hãy xem thế giới của Đức Phật A Di Đà và biến thành một thế giới chư Phật vô tướng, không có hình tướng như chúng ta đã tưởng. Bởi vì thế giới chư Phật có hình tướng là thế giới phương tiện cho những chúng sanh chấp vào hình tướng, mới có được thế giới chư Phật hình tướng cho chúng sanh để tạm độ cho những người đó. Còn bản chất của thế giới chư Phật là thế giới vô tướng, bởi vì chính vì thế giới chư Phật vô tướng cho nên nó bất kể thời gian và không gian, không có gì mà ngoại diệt của nó cả. Đó là cái ý mà chúng ta phải nắm bắt cốt lõi của cái điểm đến của người niệm Phật. Cái thứ hai là làm thế nào để đến được thế giới chư Phật vô tướng. Mình phải dùng tâm thanh tịnh để đến vào thế giới vô tướng. Còn tâm phiền não mãi mãi không bao giờ đến được và thấy được thế giới chư Phật vô tướng đâu. Và muốn có được tâm thanh tịnh, chúng ta phải thật tu thật học đúng theo phương pháp niệm Phật của Tịnh Độ Tông. Mà Tịnh Độ Tông là phải chúng ta học tư duy và phải tìm được cái ẩn nghĩa ở bên trong từ ngữ đó. Chứ không phải sách nói tới đâu là mình làm tới đó là không đúng đâu nha. Cho nên một số giảng sư giảng á, nhấn mạnh giá trị của pháp môn niệm Phật là tốt. Nhưng mà đừng bao giờ đưa Phật tử vào một cái nơi mà để Phật tử tu là chỉ dựa lấy hơi của Đức Phật Di Đà, không phải. Nương theo gia vị của chư Phật để mà phát huy cái nỗ lực tự thân tu học. Để mình là Phật, mình phải tự tạo cho mình một thế giới chư Phật ngay tại nơi mình đang sống. Đó là cái thực tế mà người hành giả niệm Phật đúng mức là phải hiểu được như vậy. Hằng ngày mà chúng ta cứ gắng niệm Phật, hằng ngày chúng ta phải tu trì theo pháp môn niệm Phật, gạn lọc tiền não đi, sống trong thế giới chánh niệm tỉnh giác quen dần, hôm nay được 4 phút thanh tịnh, ngày mai 5 phút thanh tịnh, ngày mốt 6 phút thanh tịnh, cứ thế thế mà tăng dần, thì nó thành một cái thế giới thanh tịnh, lúc nào cũng sống trong thế giới chư Phật. Sống nhăn răng như thế mình đang sống trong thế giới chư Phật, dạ gì mong chết mới về thế giới chư Phật, uổng không? Cho nên khi còn sống, chúng ta tập sống trong một thế giới thanh tịnh như vậy rồi, khi chết lập tức trở về thế giới chư Phật, không cần Phật Di Đà rước, không cần Quan Âm Thế Chí Bồ Tát, cả một đoàn người rước không cần thiết. Mình tự rước mình đi. Mình phải hiểu được như vậy. Cho nên chỉ cần hằng ngày chúng ta tu, hằng ngày chúng ta sửa đổi tính nết của chúng ta, chắc chắn sau khi chết chúng ta sẽ trở về với thế giới chư Phật và mình sẽ là Phật. Còn Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm Thế Chí Bồ Tát v.v. tất cả chư Phật Bồ Tát là những vị gián tiếp động viên chúng ta thôi, chứ không bốc chúng ta đi được đâu. Là những ngọn đèn sáng soi phụ cho chúng ta thấy rõ được cái đường tối mà chúng ta phải bước. Các ngài đâu có bế chúng ta đi qua thế giới cực lạc đâu. Nặng quá trời ai bế nổi. 60-70 kg. Máy bay mà chở mấy trăm người còn có cái giới hạn chứ. Bây giờ cả một cái Việt Nam, mình nói Việt Nam không thôi, mấy triệu người hướng về thế giới chư Phật đi bằng cách nào? Thuyền bè nào mà đưa? Đưa bằng cách nào đấy? Đó, cho nên rằng đừng có quan điểm rằng là niệm Phật cầu mong Đức Phật A Di Đà rước sau khi chết. Nói như thế quan cho Đức Phật mình lắm. Cũng đừng có tạp niệm là mong trở về vãng sanh. Vãng sanh nó không có phải kiểu đó được. Cho nên rằng á, sống hiện tại, giải thoát trong hiện tại, đó là cái mục đích tối thượng, cái điểm đến của những người học Phật thật sự của chúng ta. Cho dù chúng ta đang ngồi đây mà Đức Phật thị hiện ở ngoài kia thì chúng ta cũng không cần phải màng tới, bởi vì chúng ta trước mặt chúng ta có Phật đang ngồi đây rồi.
Phật ở ngoài đường như thế mà dễ biến hơn là Phật ở trong này đó. Ấy thế mà các vị đâu có hướng về đây đâu, có phải không ạ? Ví dụ như ban ngày là chúng ta thấy là trên, nhìn trên bầu trời của cổng chùa Thiên Hòa thấy hình Phật đúng không? Tạo thành mây, mây tạo thành hình Phật. Vì tôi hỏi các vị, nếu giả sử có như vậy các vị thấy đó, với lại tượng Phật ngồi như thế này, chúng ta hướng về đâu? Hướng ở đâu? Hướng Phật nào? Phật ở trên mây đang hiện thực sự ở đó, hay hướng Phật ở trong chánh điện này? Bảo đảm 100 phần ngàn chạy ra bên ngoài nhìn Phật ở trên mây, bỏ Phật này liền. Đó là căn bệnh của tất cả chúng ta, đó mới là cái sai lầm của chúng ta. Phật nào cũng tôn kính, nhưng mà chúng ta bắt vọng làm trơn là chúng ta đau khổ. Phật mà hiện trên mây là giả, Phật ở đây cũng là giả. Nhưng hai cái giả thì cái nào bền thì chúng ta lấy chứ, không phải không ạ? Phật trên mây thì có ngày là biến mất rồi, Phật này cũng giả nhưng mà ở suốt luôn nè, mấy năm trời này có bay đi đâu đâu. Tại sao chúng ta cái bền nhất chúng ta không thấy? Thấy chưa? Cho nên là chúng ta tu là tu, chứ mà đụng chuyện chúng ta thấy là chúng ta bị phân năm xẻ bảy hết. Vì quá tín ngưỡng Phật, cho nên cái gì hiện hình Phật là chúng ta cứ nhào tới, lùa tới để chi? Cầu nguyện chứ không có gì hết trơn, không có tử tế gì hết vậy. Đó là cái điều tính tâm mà phải hiểu thật sự đạo Phật, để người ta thấy được chúng ta là người thật sự là đệ tử Phật đúng. Thế mà mang tiếng Phật tử đi chùa nghe pháp hàng ngày mà đụng chuyện cũng biết, mà đụng chuyện là bị rung rinh, thấy không? Như là tôi nói ở ở chùa Thiên Phú hồi trưa nay đó, mình nghe mình hiểu mình chắc lịch lắm, nhưng mà trong cuộc đời này còn nhiều cái chúng ta vẫn còn do dự băn khoăn lo lắng nhiều lắm. Vừa rồi mới một chút xíu thôi, tin đồn tận thế thôi là các vị rúng trò rúng cẳng hết trơn rồi, lo lắng băn khoăn hết rồi, thấy không? Mà khi mình nghe như thế mà mình rung rinh cái tư tưởng, có nghĩa là mình kiểm chứng lại mình chưa đủ là cái người thật tu thật học. Như vậy làm sao mình là đệ tử Phật được? Cho nên qua một cái tin đồn đó, tất cả Phật tử chúng ta rút ra một bài học là phải ráng tu thật sự, để nội lực chúng ta có bồ đề tâm kiên cố, hiểu được đạo, tu theo đạo được. Bất cứ một cái quan điểm nào qua lỗ tai mình phân tích được hợp lý hay không hợp lý liền. Chứ có đâu mà cứ bị chao đảo rung lay không? Miệng thì nói vậy không sao, nhưng mà tối về cứ phập phồng không. Chỉ có mình mới biết mình thôi. Như Đạo Phật con tên là, ví dụ như là Nguyễn Thị Vàng, pháp danh Nguyên Ký chẳng hạn, Ký Vàng đó. Bao nhiêu tuổi em tôi cũng xin Phật cho con nhành hoa để con làm lộc. Phật cũng đâu có nói gì, Phật im lặng, có nghĩa là đồng ý thôi, rút. Nó thật sự như vậy. Cho nên cái tính tâm của mình mà không khéo á, là rơi vào cái quan điểm là bất kính Phật. Cho cái tính tâm của mình mà không đúng chỗ, tự nhiên người ta nói mình mê tín là đúng rồi, có gì nữa, nói ai nữa. Ở đây thì chúng ta ít nè, nhưng ở miền Bắc á, hình như là cái lệ hay sao, nó thành thói quen. Người Bắc mà đi chùa bảo đảm 10 người đi chùa, hết 9 người rưỡi là có tờ tiền lẻ trong túi một cọc. Để làm chi? Tới bàn thờ nào cũng đưa tiền lên trên bàn thờ, đưa tiền lên trên bàn thờ, đưa tiền lên thờ. Ở miền Nam mình không có, đúng không? Không có. Tất cả bỏ trong thùng phước xương, còn ở ngoài Bắc là khác. Thùng phước xương có, nhưng mà ta vẫn để, chỗ nào cũng để được. Người ta kính Phật, tinh tâm bảo lắm, nhưng mà sự hiểu biết chưa đủ lắm, cho nên họ thành thói quen. Các vị vô chùa bảy bái đính ở Ninh Bình, các vị sẽ thấy Phật đẹp dữ lắm, các vị A-la-hán đẹp thiệt đẹp. Cái tín ngưỡng người ta vuốt á, thấy Phật tính tâm có vuốt, vuốt lên mặt, chét ở đây, vuốt lên mặt. Có phải không? Thiệt hết chứ. Tại sao chúng ta làm gì? Bởi chúng ta tin Phật, cái lòng tin chúng ta quá mạnh mà không hiểu biết, tự nhiên hành động nó trở thành mê tín. Vuốt đủ kiểu hết á. Trời ơi, ở chùa tôi để ý nữa nha.
nhiều người vuốt cũng kỳ cục lắm. Vuốt Phật là vuốt chỗ này, vuốt ở đây là vuốt ngực là vuốt. Vuốt mà không sợ Phật nhột. Cái thứ hai nữa, các vị tới, các vị A-la-hán ở chùa Bái Đính tội lắm. Ta vuốt riết mà cái chỗ vuốt nó đang thui hết trơn. Hai cái đùi cũng vuốt không sợ cái Phật nhột. Mặt cũng vuốt, vai cũng vuốt. Đớm 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 nhìn cái tượng nó xấu trở lại. Như thế thì tự mình làm cho cái tượng Phật nó xấu là do mình không hiểu biết. Tính tâm mà không đúng chỗ. Chưa hết đâu. Phật Bồ Tát thì mà bắt ứng bắt gì ha, là đút tiền vô chỗ nào được là cứ thọt vô đây nè. Cái đùi của ngài ngồi kiết già đó, bỏ trên đùi nữa, đủ chỗ hết chứ. Như vậy mình không chê trách họ, nhưng mà mình nhìn theo quan điểm Phật giáo, mình mới thấy à, đó là điều mình cần phải sửa. Những cái đó là những cái tự mình tạo cho người ta nói đạo Phật là tín ngưỡng. Tín ngưỡng có nghĩa là niềm tin mà không hiểu biết gọi là tín ngưỡng. Đạo Phật chúng ta là không rơi vào tín ngưỡng nghe. Đạo Phật là đạo chân lý tuyệt đối, là chân lý, là triết học khoa học, chúng có vớ vẩn được. Cho nên chúng ta học cũng phải từ nền tảng, phải hiểu biết thật sự. Hôm nay tôi nói về niệm Phật chân chánh để chúng ta hiểu được, để mở rộng hơn, nâng cấp hơn mới gọi là update đó. Tu là phải tiến tu chứ. Cứ 1 cộng 1 là 2, 1 cộng 1 là 2 hoài mà lên tới 12 đâu có kiểu đó được nữa. Để lên đại học nữa là trừ 1 với trừ 1 là cộng 2, chứ còn đâu mà 1 với 1 cộng 2 nữa đó nữa. Cho nên tôi nghe cái câu đố gì mà gì? 2 gì? 2 cộng với mấy bằng 3 phải không, hay là cái gì đó? À, 3 cộng với mấy mà bằng 2 á, quên. 3 cộng với mấy mà bằng 2. Nó trả lời ngoéo cả ngỗng là 3 cộng với má là bằng 2. Hợp lý chứ. Đúng không? Nó cuộc đời nó là như thế đó. Cho nên mình học, mình nghe, mình biết có những cái hay, mình cũng biết nhằm biết để cái trò của chúng sanh nó là như thế thôi. Mình gửi người xem hoa biết hết, nhưng cái gì có lợi cho chúng ta hẳn đưa vào, còn không thì rục ra. Tu là sự gạn lọc. Truyền thống ông bà, tập tục, phong tục này kia, tất cả chúng ta phải biết hết. Biết để gạn lọc. Cái gì phù hợp chúng ta nâng cấp lên và hướng về thực hiện theo. Cái gì không còn phù hợp, trân trọng để vào kho tàng truyền thống quý báu của cha ông chúng ta. Đó là chúng ta tu bây giờ chúng ta phải gạn lọc. Hồi xưa thì cứ nói niệm Phật hướng về tịnh độ. Bây giờ tân thời rồi, giỏi rồi, không hướng về tịnh độ nữa. Mà hướng tịnh độ cũng được, nhưng không chỉ ở phương Tây, mà chỗ nào cũng hướng về được hết. Mà chẳng những không phải ở trên trời, mà ở ngay tại dưới đất này. Hiểu được như vậy thì mỗi người Phật tử chúng ta tu học đúng mức như vậy, Phật giáo phát triển mạnh mẽ dữ lắm. Phát triển hay không là do những người đệ tử Phật có biết tu, có biết vận dụng giáo lý Phật để đóng góp cho xã hội, cho loài người, cho Phật Pháp hay không là do chính chúng ta. Và cũng chính chúng ta sẽ làm cho Phật Pháp bị thiêu hoại là do chính chúng ta. Cho nên mỗi con người Phật tử có trách nhiệm đối với Phật giáo, có trách nhiệm đối với Tam Bảo, có trách nhiệm với chư Phật, chư Bồ Tát, và có trách nhiệm đối với cái nước mà chúng ta đang ở, đất nước chúng ta đang ở, chúng ta phải có trách nhiệm. Làm thế nào để chúng ta đóng góp, tu như thế nào không biết, nhưng mà đóng góp cho cuộc đời, đóng góp cho Phật Pháp, Phật Pháp bằng những cái hoa đầy đủ hương thơm và đạo hạnh, tỏa sáng cái hương vị đó để vơi bớt cái nỗi khổ và những cái sự đau phức tạp ở trong thế tục. Như vậy thì niệm Phật mới gọi là niệm Phật. Người hành trì như thế mới gọi là hành trì niệm Phật. Chứ phải niệm Phật chứ nhớ, con nhớ Phật, con nhớ Phật, con nhớ Phật, con nhớ Phật, con cứ nhị hoài. Phật đâu có chứng, đâu có cần mình phải nói như vậy. Đừng bao giờ nghĩ xưng danh hiệu Phật là Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Nếu mình niệm như thế bằng cái miệng không mà không quân tập vào bên trong, giống như là mình đang gọi má, gọi ba mình vậy đó, là Phật còn Phật lòng hơn nữa. Các vị cảm nhận xem, nếu các vị mà con cháu các vị mà ngửi ngồi bên lỗ tai các vị á, cứ má ơi, má ơi, má ơi, má, má, má ơi, má, 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 má.
Các vị có khó chịu không? Có bực không? Bực chứ, đến nỗi không chặn được là giơ tay định giả đét. Thì Phật cũng vậy. Một người mà nói mà còn mệt thì chỉ đừng nói mà mấy trăm người mà cứ niệm Phật riết ở xung quanh nghe đó. Tội Phật chứ. Phật thương mình Phật không nói, nhưng mà tôi phải nói. Cho nên chúng ta niệm Phật, xưng danh hiệu Phật có nghĩa là hiểu được cái nghĩa của tên của Đức Phật. A-di-đà Phật có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Thì chúng ta niệm Phật là nhớ tới đức hạnh đó, để chúng ta tu đạt được ba cái đức đó, để chúng ta thành A-di-đà. Chúng ta nhớ mà chúng ta đọc hoài tên của Ngài Phạm Quý đó các vị ạ. Đừng hiểu lầm như vậy. Còn sám hối là thế nào? Sám hối, tại sao người ta nói sám hối, tại sao mình lạy xuống mà cứ danh hiệu Phật mình lạy không vậy? Tại sao sám hối có nghĩa là lễ Phật? Lễ Phật, danh hiệu một chư Phật là mình phát nguyện giống như chư Phật, xả bỏ phiền não để được tâm thanh tịnh. Một xưng danh hiệu của một Phật nào chúng ta lạy để chúng ta phát nguyện trở về cái tánh thanh tịnh của một con người của chúng ta, có nghĩa là sám hối. Nó đồng nghĩa với lại bỏ ác để làm lành. Nó lạy Phật, phương pháp lạy Phật là như vậy. Cho nên hằng ngày chúng ta tụng niệm gì không biết, nhưng mà cũng phải dành thời gian lễ Phật, sám hối những tội nghiệp từ nhiều đời kiếp của chúng ta. Như thế là một điều tốt, giống như chúng ta xúc bình. Cái tâm chúng ta dơ quế nhiều đời kiếp rồi, phiền não đầy rồi, chúng ta không sám hối lễ Phật để mà xúc bình cho thật sạch mới đổ nước trong sạch vô được chứ. Ở đây mà cứ thế mà nhào vô, nhiều người dạy cứ vô cứ thế mà niệm Phật đâu nữa. Cho nên pháp môn nào cũng không rời cái chuyện tụng kinh bái sám cả. Phải tụng kinh để hiểu được nghĩa lý kinh để tu. Mà mình niệm Phật, rót Phật vào thì mình phải bóc một cái phiền não ra. Đó là niệm Phật là để gạn lọc thân tâm cho được thanh tịnh. Niệm Phật để nhớ tới Phật, để làm những hành động như Đức Phật để chúng ta thành Phật. Chứ không phải niệm Phật để cầu Phật giúp cho chúng ta được giải thoát là không đúng. Niệm Phật để cầu vãng sanh cũng không đúng. Niệm Phật để mà về thế giới phương Tây cũng không xong. Niệm Phật để đạt được chủng trí của Đức Phật, có nghĩa đạt được trí tuệ, đạt được cái sự giải thoát. Mà trí tuệ giải thoát đó là cái gì? Là Phật tánh của chúng ta, bản chất của Phật tánh. Chúng ta ai cũng có Phật tánh. Tu phải trở về cái hạnh Phật của chúng ta. Phủi bụi đó, chúng ta là đang phủi bụi. Cho nên nhiều người chỉ tầm bậy. Nhiều người mà gần chết cũng vậy nữa. Một đoàn Phật tử tới bắt đầu gõ niệm Phật suốt cho tới sáng, cứ thế như vậy là biểu là sẽ giảng sanh sao? Vô lý lắm. Chúng ta đến, chúng ta phải lễ Phật, chúng ta phải thế cái người đó cùng với gia đình, động viên họ sám hối dùm thế cái người gần mất. Đó là cái chúng ta đang cần trước. Sau đó bắt đầu chúng ta mới niệm Phật suốt. Nó phải có thứ lớp thứ lan. Cái nhiều nhóm Phật tử chỉ bậy vô cứ niệm Phật thôi là được, là nhiều khi niệm còn không đủ nữa. Nam mô Phật, Nam mô Phật không. Còn nhiều khi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không à, chứ không có Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy đó. Cho nên chúng ta phải biết là những người gần mất là những người đang chuẩn bị nghiệp người họ phải trả, bởi vì nó nặng. Mình phải hướng dẫn người thân trong gia đình con cháu thế cái người để đau bệnh đó, lạy sám hối, thủy sám hay lương hoàng sám, để mà cái thần thức của họ trợ lực cho thần thức họ nhận ra được hành vi từ bấy lâu nay họ đã từng làm. Cái đó là cái các vị không tin các vị thử làm coi, đó là cái nghĩa đúng của chúng ta. Trợ niệm là trợ niệm kiểu đó. Chứ bây giờ giống như mình phải xúc bình cho người ta, bình chưa xúc mà cứ nhào vô niệm trợ niệm, giống như nước lạnh với lại nước sạch với lại nước dơ hòa quyện vô thành một cái bình nước hỗn hợp vừa dơ vừa tịnh. Thế thì không đúng. Cho nên á, ở chùa tôi cũng vậy, khi mà ba của thầy trụ trì cũng là một người tỳ kheo mất, chuông trống chúng tôi lúc đó còn nhỏ đánh Bát Nhã xong, thầy tôi lập tức đi đâu về nghe như thế, quỳ xuống cùng với tụi tôi nè, thế cha mình lạy cho tới gần sáng luôn,
sám hối. Sư phụ tôi là vậy, sau này chúng ta cũng vậy, cha mẹ chúng ta phải làm như vậy, bổn sư chúng ta cũng vậy, chúng ta cùng nhau lễ bái để cầu nguyện sám hối cho bổn sư của chúng ta. Phật tử cũng như đệ tử phải làm như vậy, mặc dù ít nhiều gì nó cũng phải có sự tác động. Giống như một người mình đuổi xe không được thì nhiều người đuổi thì xe ắt phải theo cái sức mạnh của chúng ta. Đó là tại sao chúng ta đi cầu siêu, tại sao chúng ta đi cầu an. Đó là nhờ tha lực của tất cả Phật tử chúng ta tu hành, nhờ tha lực của tất cả công đức của những vị xuất gia hợp lại, cũng như cái tấm lòng của gia đình phối hợp, ba cái lại đẩy chuyển hóa cái tư tưởng của trong linh. Cho nên đó là cái mà tôi gợi cho chúng ta thấy, trong Phật Pháp chúng ta phải cố gắng học thật kỹ, tu thật đúng mức, để còn trong cuộc đời còn nhiều cái chúng ta phải nan giải dữ lắm. Nội mà tận thế là chúng ta đã thấy mệt rồi, phải không? Vậy bây giờ tới coi ngày giờ, rồi đốt giấy tiền vàng mã, rồi cúng người chết có hưởng được hay không, rồi địa ngục nó nằm ở đâu. Mà nếu không có, sao trong kinh Địa Tạng nói toàn là địa ngục, cảnh Tây Phương nó nằm đâu, vân vân. Còn nhiều cái chúng ta phải làm đó. Bây giờ ăn chay, tại sao chúng ta phải ăn chay? Ăn chay để làm gì? Ăn chay để thành Phật hay là ăn chay để làm gì? Phải hiểu được. Cho nên nhiều cái rất đơn giản, nhưng mà không phải giản đơn, để chúng ta có thể hiểu và tấn tu cho bản thân của chúng ta. Đó thì hôm nay thì tôi chỉ nói về cái chủ đề niệm Phật chân chánh, để mà các vị nhìn lại cái cuộc đời tu của chúng ta, hãy nâng cấp lên một bậc thang thứ hai nữa, phải không? Thứ nhất, điểm đến của chúng ta không còn là thế giới Tây Phương Cực Lạc nữa, mà thế giới chúng ta đến là thế giới chư Phật mười phương. Thứ hai, đừng nghĩ rằng thế giới của Tây Phương Cực Lạc có hình thức như chúng ta mà chúng ta để mà mong để thấy, vì không bao giờ thấy được. Tại sao? Bởi vì thế giới chư Phật là thế giới vô tướng. Làm sao đến được nó? Dùng tâm thanh tịnh để đến được thế giới chư Phật vô tướng. Muốn làm sao có được cái tâm thanh tịnh? Quay trở lại niệm Phật chân chánh theo thứ lớp như nãy giờ tôi nói, thì chắc chắn không cần ai rước. Quân tập như vậy, tắt hơi thở, lập tức chúng ta tạo được thế giới chư Phật ngay trong lúc mà chúng ta đang nằm ở trên cuộc đời này. Chúc các vị luôn tìm được thế giới chư Phật mười phương vô tướng càng sớm càng tốt.